Thực sự là ở Đà Nẵng cái gì cũng 10 điểm luôn các bác ạ. Từ cảnh đẹp, đồ ăn để những em resort này đây. Xịn sò thế này thì du khách cứ lưu luyến không muốn về cũng đúng các bác nhỉ. 1. Vinpearl Resort & Spa. Một em resort 5 sao tại Đà Nẵng với vị trí đắc địa bên bãi biển non nước mang đến một tầm view triệu đô, nổi bật với kiến trúc tân cổ điển hiện đại, sang trọng với nội thất tinh xảo. Nơi đây còn có tổ hợp nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí hàng đầu với các dịch vụ spa, bể bơi vô cực, phòng thể hình, nhà hàng và quầy bar cao cấp có đủ cho các bác tận hưởng nha. 2. Pullman Đà Nẵng Beach Resort. Được ví như ốc đảo thu nhỏ với phong cách kiến trúc hình chữ U độc đáo, bên trong được trang trí nội thất sang trọng, đặc biệt là ngay trong khuôn viên sở hữu một bể bơi cực lớn, view thoáng đãng và nhà hàng sang trọng luôn sẵn sàng phục vụ các bác từ A đến Z đó nha. 3. Furama Resort Đà Nẵng. Một em resort 5 sao sang trọng được coi là biểu tượng của ngành du lịch Việt Nam đó các bác ơi. Với vị trí đắc địa hướng ra bãi biển, gây ấn tượng với phong cách thiết kế champa truyền thống pha trộn với kiến trúc cổ điển Pháp. Em đánh giá rất cao chất lượng dịch vụ của em resort này luôn. Xịn sò từ dịch vụ spa đến nhà hàng, hoạt động vui chơi và đặc biệt là sân golf siêu rộng cho các bác vui chơi tận hưởng nha. Quá tuyệt vời. 4. Melia Đà Nẵng Beach Resort. Với vị trí hoàn hảo trên bãi biển non nước, đây là một trong những em resort có bãi biển riêng đẹp và yên bình bậc nhất. Nổi bật với phong cách kiến trúc chủ đạo là thiết kế đương đại độc đáo với quy mô siêu rộng, combo dịch vụ thì 10 điểm với dịch vụ spa, trung tâm thể hình siêu xịn sò này đây. 4. Naman Retreat. Lọt vào top 10 khu nghỉ dưỡng đẹp nhất thế giới với thiết kế độc đáo và tiện ích cao cấp. Nơi đây như một ốc đảo nhiệt đới thu nhỏ trải dài hàng nghìn mét vuông. Điểm ấn tượng tại đây là không gian xanh mát, hồ bơi siêu rộng tới 100 mét vuông, khu vực nhà hàng thiết kế mái vòm lớn độc đáo, dịch vụ tổ chức tiệc trên bờ cát ngay ở bãi biển thế này có mê không chứ? Hai chip em mà đã gợi ý thì chỉ có chất lượng thôi. Một người em resort này thì mê lắm nên các bác cứ chuẩn bị tinh thần ở lại Đà Nẵng dài nha.